họ chú thích với chú thích phường lên đây, với tổ dân phố bảo vệ khu vực đất này lên đây. Cả sao tại sao cản bộ địa phương lại không có bác? Cản bộ địa phương chứ đưa ai về đây diệt chân à? Đấy đó đúng ra là đưa ác đạo chân. Phải có một cản bộ địa phương ở đến đây, cản địa phương ở đâu? Cản bộ địa phương đâu đến đây? Lúc đâu mình luôn đi. Cho đồng tiền, cho đồng lê khoang, dư chân là bao nhiêu là thôi. Thì có thể đi chơi với tôi đi vay. Tôi đưa lên tôi đồng cho 2 triệu, 3 triệu đi đồng được đi. Bây giờ tôi đồng hết tiền đâu, tôi đồng hết đây. Tiền ở đâu đây? Giờ dư tiền của tôi ở đâu đây? Bây giờ dân không có mà ăn, bây giờ tôi đi dành đồng tiền này, tiền đâu mà tiền đóng. Cản bộ địa phương ở đâu? Cản bộ địa phương ở đâu? Cản bộ địa phương ở đâu? Cản bộ địa phương mời cản bộ địa phương lên đây. Mời cản bộ địa phương lên đây để mà chứng kiến. Mời cản bộ địa phương. Mời cản bộ địa phương lên đây. Vào cản bộ tổ dân phố tại khu đất này lên đây. Tại sao những cái những cản bộ địa phương ta đi sản đi sân về dân ở không đây? Cản bộ công an, lực lượng cơ động. Cản bộ địa phương ở đâu? Về cửa của dân, ạt đạo dân ăn cướp à? Ông này là cản bộ địa phương. Máy múc chúng ta đổ máy đi ạ. Vay thảo thân lâm xã chứ. Alo. Tại sao? Thông báo cho đồng chí cả máy múc chúng ta nổ máy và tiến hành tiến sát vào khu vực vườn tiêu. Đúng mẹ cản bộ phương không? Đây thì lực lượng bảo vệ biên chế chúng ta thì một số lóc có sáu đi. Chú bò à? Bò cật bò. Không, bò đi. Bò dọn trên rừng. Bò đừng có can thiệp nghe bò. Bò cũng chỉ chuyên với bò. Đó, thì tại sao ra mắt nữa. Thế chứ đó, cán bộ địa phương ở đâu lên đây? Cán bộ địa chính tư tổ tỉnh phương ở đâu? Đấy, các ông đó. Chứ chính này, ông Thống này. Đấy, nhưng ông đó, ông Trọng đấy nữa. Ông cho vô, ông chứng kiến ông Trọng đấy. Ông Thống đấy. Đó, ông lấy ông chứng kiến đi đấy. Kêu chủ tịch lên luôn. Chủ tịch trong phó chủ tịch ở đâu? Chủ tịch phải phó chủ tịch kêu quân bắn đâu lên luôn. Đó có ông Thống đấy. Ông đó, ông Trọng nè. Đấy các ông Thống, ông Trọng đây, nhưng đấy, nhưng cán bộ địa phương đây. Đề nghị công an lấy cái máy đấy chứ để anh quay rơ. Quay gì rơ? Rơ cái quyền của nhân dân chứ. Quyền tự do ngôn luận gì rơ? Rơ gì rơ? Quay phim chụp ảnh là quyền của nhân dân. Lần trao đổi với bà con chúng ta một trường hợp không, tôi mời hai lần là trường hợp nào bà con tiêu đã có trái thì đề nghị để lại và phải đăng ký cái quỹ 150.000 một cây. Đến ngày 30 tháng 3 bà con tự chặt, không chặt tôi lấy 150.000 đó, tôi thuê người để chặt. Đấy, dứt khoát như vậy. Đến bây giờ là từ ngày đến nay. Đấy, thì phải chấp nhận bà con không có nộp cũng như là không tự giác thì bây giờ đoàn chế sẽ thực hiện. Bây giờ tôi không có tiền nộp mà bây giờ là tôi là yêu cầu chính quyền phải để cho tôi ăn hết, tôi là ăn hết cái này, tôi thu gom hết cái mua mà cái trả lại này cái đó. Rồi xong đó, sau đó rồi tôi sẽ trả lại đất của rừng, trả lại đất cho rừng. Công an đưa hết tất cả những người không phục sự ra khỏi khu vực cưỡng chế. Bây giờ tiền đâu tôi nộp đây? Bây giờ cái gì đây? Bây giờ không nộp đó. Những người không có thể đeo ban cưỡng chế mà không có phần sự liên quan đến nó đứng khu vực này là khu vực được mà khu vực được phép mà thôi, người ta không chỉ đến đó, người ta đứng được chứ chứng kiến cho người ta làm chứ. Cô đừng đấy, đừng đấy, đừng đấy thôi, ngang đây nó bây giờ tôi lên viết biên bản tại chỗ, tôi nộp tiền tại chỗ luôn thì người ta sẽ không làm gì mình nữa, thì mình để sang năm mình ký cam kết rồi đang luôn. Không,
được. Ê, chứ bỏ đi. Chết trên nằm đó không tới đâu. Ừ, má lấy. Ôi, mày ơi. Ôi, mày ơi. Đó là ông đó, người mà chết đấy là gặp ông liền á. Ít người thôi, đừng vào đại ba ấy. Ở đây anh ấy giải cho bỏ phong thủy cho ba thở. Đưa dẫn đường lên, chạy công chủ lên. À, anh có một người dẫn đường xe lên đấy. Mời rồi, hai lần đi xe lên thở cái đường đâu. Đợi, chết rồi. Ba nói ba mình. 39 này. Mấy chục đầu nổi lên một cái biến bạn đi chọn chục đầu kỳ chúng tôi đã được thông báo cho mày chạy đâu chạy tới đâu đây chủ túi kỳ chứ sẽ cấp kiểu đây dặn sẽ cấp kiểu lên đây cho mày đi cái đám bạn ơi con dặn sẽ cấp kiểu lên đây nhìn coi sẽ cấp kiểu lên đây mà đã được em đang có làm việc với là công an đây em kỳ đây em lấy đất em lại mà chưa có thấy em lại mà nó mà em ăn đuôi em lại em làm việc gì nữa bây giờ là cưỡng chế không có thỏa thuận nữa yêu cầu anh ra khỏi khu vực cưỡng chế đi lại đây cho họ làm mà ông nẻo cái cây túi sắp hết cả vườn là cả ông các chịu đánh nhiệm á nẻo cây xuống ai ra đang cho họ làm đi họ cây túi mà nổi kem một bát đó hắn sắp hết tất cả ông nói chứng nào để nói đi ra rồi con làm gì hết nha mở cái bãi ra sang là tên đó. Mẹ tôi nói đi ra ngoài đi. Ông nào? Thôi đưa mẹ về đi. Cho dẹp đi. Cho hết. Minh nói là Minh không có. Chăn nước đi không bao giờ nhân dân phát triển. Cứ nói thiệt luôn á. Rồi đi vô đây là em. Chỉ có cho bọn em chỉ là. Ai lấy xe đi. Cho mấy cái bảo. Đem về đá đi. Nhưng muốn tấm của cả ông. Không được lấn chiếm này, mình ít nhất mình là người một cán bộ mình phải đóng cặp mắt đâu nó rõ ràng. Không phải, tôi nói chung thực hiện tôi không nói. Mà nếu được học ví dụ, tôi nói ví dụ bây giờ đất này là đất của rừng hay là đất của dân của phường thì phường phải đóng cặp mắt để cho dân này ta biết. Cặp mắt này là cặp mắt của rừng này, cặp mắt này của phường này không được là làm lên này. Quy định gì? Ra ta đâu? Tôi làm cũng đúng sọc lắm.
năm 82 tới giờ tôi biết. Thế vô chứ đó. Được rồi. Sao ngoài chuyện đó. Chỗ nào? Chỗ nào? Chỗ nào? Để cho dân người ta. Nhiều khi dân bây giờ có biết không? Dân có hiểu không? Dân có biết không? Chỗ nào là chỗ mắc không? Chỗ nào là không đâu. Dân có xe ra ai? Dân có xe ra ai? Đây. Mà có băng ca không? Cả đâu? Cả đâu? Băng ca phải đưa băng ca vô chứ. Vậy sao bây giờ? Bây giờ khi làm việc gì đây? Phải có bàn ca, mau lên đi chứ. Không, ngoài kia nữa. À, đây nó ngay cái đường đây có gì tí xe chạy vào đường đây chứ. Đi đứa bên ngoài. Chuyện gì tính xong. Từ từ. Đưa bà ra ngoài. Đưa bà ra ngoài xin cho thoát. Đi đưa bà ra ngoài. Tôi ra đây được rồi. Yêu đâu ra lên. Đi ra mặt. Mình ra đây được rồi. Đi ra cho cả đâu. Đừng nghĩ anh đi ra ngoài đi. Phó chủ tịch cũng có là không thể thiên kiêm. Đúng rồi. Như vậy thể hiện với chủ tịch, với có chủ tịch có mặt đây chứ. Dân mình mà, tài sản dân mình sót chứ. Thế thì mình phải, người mà hiểu được mình đó thì người ta chia sẻ là người ta phải dọn trước chứ đừng nói đến đời chờ cưỡng chế. Bởi mình phải đúng cái sai để dân mình thấy được. Thì đằng này là coi như chính quyền không có giao các anh lực lượng cưỡng chế, không có ai. Thì thôi chứ là thị xã hỗ trợ các anh đề nghị hỗ trợ mà. Giờ ông bác sĩ rồi chưa? Và chưa bác sĩ thì thằng kia nó đang chạy xe tới. Nhưng giờ vận động đưa ra bà ra ngoài kia chỗ mát. Hôm nay còn cái con người muốn tìm. Lại ba xịn nó thôi. Bà tìm. Nhưng mà tìm ba bị tìm. Mà bà tìm gì? Tìm thì nói bà nha. Thế nên có ba chó tôi mà. Ba lên ba nở mà. Ba bị bình tĩnh. Thôi. Bây giờ mình bố trí con người đại bác quyền đến. Hôm nay dân cùng tội, mình cùng tội. Là Nam phải đi chức phát cái. Chức phát. Tới là coi như đọc quyết định xong là thi hành. Thế còn nếu mà mình làm lỡ cỡ kiểu này thì cuối cùng không ai thi hành. Nhưng mà đọc cũng thôi bây giờ mình có
đi. Anh em mình cứ kiểm nếm cho đủ đi. Kiểm nếm cho đủ. Nên nó không? Alo. Mẹ giờ nó sẽ đây 42 cái này. Do là rồi, có chính quyền địa phương. Không nói gì sao. Bao nhiêu cư cây tất cả anh? 10 cây là 1,5 30 là 4,5 không tổng lại 4 cây đầu kia 2 cây thôi. Kiểm tra thấy. Nhưng khoảng tất cả là bao nhiêu cây? Bao nhiêu cây? Cái điểm từng cây đi, các ông cứ điểm từng cây đi. Năm là ấy, mấy đây là bao không dính đâu, hàng đủ hàng đâu. 56 đầu gì? 53, 56 ở răng bờ tháng tên rồi 63. Gần tám chưa? 56 đầu, bây giờ chị ý chuyện sao? Bây giờ tôi nói đi. Cứ làm đi, cứ sáng năm rồi tôi phá tôi trả lại cho. Chị cam kết bao nhiêu tiền? Bây giờ tôi không tại sao tôi phải tiền bao thì giờ tôi không có tiền công lại không thôi. Năm tới anh không thực hiện tôi lấy tiền đó tôi 2 triệu, 2 triệu mẹ được 2 triệu, mẹ đi mượn được 2 triệu, chứ còn lệ đi mượn 2 triệu. 2 triệu không? 2 triệu. Rồi lập bản đi Cường. Bây giờ đấy không có, cần lập cái xong rồi về. Đóng luôn đây. Đóng luôn đây. Lấy tiền đâu đây, về nhà tôi lấy. Rồi bây giờ trưa, rồi bây giờ đến 11 giờ trưa. Rồi, 11 giờ trưa, tôi đưa. Rồi, rồi, đi mượn tiền. Lập biên bản tại đây, tại hiện trường luôn. Đóng tại hiện trường, đóng tại hiện trường. Rồi, bây giờ chị đồng ý rồi, phải ghi âm lời nói chị nữa nè. Chị đồng ý, ghi âm lời nói chị, vừa mới được bọn tôi khỏi. Không phải thuê người nữa. Rồi. Không thuê người nữa. Chị đồng ý. Tôi lập biên bản cho một người về lấy tiền để đóng tại đây luôn. Người đâu có lấy tiền. Về đi mượn cho tôi đi đâu, cho tôi đi mượn lại cho rồi. Rồi chị mang tiền đâu. Anh em mình cho bà chị lấy tiền sao không được. Đây chị làm để cho khỏe đi. Anh em cho khỏe đi. Rồi sao chị cam kỷ với đó, anh em cứ khỏi làm lên thì cũng là việc mà làm thôi. Mình bằng ngoài thằng đó. Không thể là xe đi à? Đi chị. Cố gắng đi làm đi rồi. Bây giờ còn là... Mình bàn cam bàn cho bà chị. Mà cái này tuyên độc cho huyện hay tuyên độc cho không nộp à tiền độc cháy không có ai lấy đâu thu thì tâm ít thì cầm tiền điện thoại làm mà lấy không xong đi điện thoại đi làm mà lấy đi lại đây mới lấy điện thoại đi đây đang về mới lấy điện thoại chờ rằng lấy lắm cái người trong dân trong làng mà ra hết đâu là người trong làng mà ra hết đâu làm việc mô thu cá nhân. Ăn thu cả nhân ăn thu túi mà. Lem thì cái hòm với cái rắn. 2 triệu mà vay không ra đấy chứ đừng 2 triệu với A. 2 triệu của tôi ăn to lắm chứ không phải đi nhỏ đâu. Sai là sai, lúc đầu là nhà nước lên bắt ngăn cầm tôi lúc đầu khi tôi làm đất. Là khi mà tôi sai là tôi mà cứ làm gặng tới đi thì được. Bây giờ vô tình dân tôi đâu có biết là tôi làm sai đâu. Tôi làm lên tới cây tới đây nói tôi làm sai thì sai thì nhận được nói tôi sai thì bắt tôi đồng tiền thì tôi đồng tiền chứ tôi biết cái gì đâu không cái tiền không. Này là tiền bắt tôi đồng mà tôi biết tôi biết quỷ hay cái gì tôi không biết mà tài đáng mà để mà thường dân thế nó giờ trong dân thằng ba thằng bảy tiền năm đến cái thằng ấy là cái thằng đôi mà thường dân thì cho dân để ra cái thằng rồi dân trả chứ cái tiền này là chị không có mất sau này chị lấy tôi biết là không mất chị tự giải tôi biết là không mất mà những giờ hiện tại giờ không có tiền đó chứ mất thì cũng mất à đúng chưa mà đúng với vụ mua cái túi này đấy túi cũng đồng thì đó là tiền của túi là túi đó là tôi quyến cổ là túi không có tiền bây giờ chỉ mua tháng 3 tháng 7 nè à, cắt tay không ra màu cơm gà không có man thì biểu túi đồng tiền theo tiền túi ở bố đây à, thế về tôi phải đi vay đi mượn đây chứ vay mượn đây chứ không vay mượn thì tiền ở bố đây mà chứ mấy ông cứ nói theo ý của mấy ông
À, mà tôi thì tôi thiệt sự là tôi không có tiền thiệt sự. Chứ không phải là tôi là tôi có tiền mà tôi không đưa cho các ông. À, đúng chưa? À, thiệt sự là tôi không có tiền. Bây giờ chưa chiều chưa đến chiều này. Để tôi về đây này, tôi đi vay để mượn này. Đúng mấy giờ? Mấy ông là đúng mấy giờ để tôi đi nữa. Không phải chiều đâu giờ tôi đưa xuống cho. À. Tôi chứ tôi cũng có tiền đấy này. Thế tôi cũng quyết định được cái tiền của tôi đây này. Thôi đừng có phải nổi chứ đâu nữa, đúng không? Đừng có nổi chứ đâu nữa, mệt lắm, đừng có nổi nữa, hết hơi. Làm việc mà giờ dư một người cán bộ để bảo vệ cho dân mà giờ dư cán bộ không tổ thì hỏi làm rắn mà nói đi. Cái phương nên đến nổi được, cán bộ của phương bảo vệ cho dân trong phương. À, dân trong phương mà bầu chạy ngược chạy xuôi cho dân bầu cử lên để mà bảo vệ dân. Bây giờ phương là chạy trốn hết, không có một người cán bộ phương nào hết. Mà chứ đứa ở đâu lên là cả cưỡng chế là cưỡng chế cái gì tôi không hiểu cái cưỡng chế nữa. Đáng như người phụ trong cán bộ phương á kêu tôi đến nó hỏi nói tôi, tôi không hiểu không biết thì nói cho tôi biết. Cái gì đúng, cái gì sai, cái gì đúng để tôi biết. Dân tôi thì dân ngu cũng đen thế, dân thì dân làm rầy thế, làm răng mà biết được cái luật pháp của nhà nước. Bây giờ ra nhà nước là luật của nhà nước thì nhà nước làm, tôi cũng biết thêm là luật là gì tôi cũng hiểu. Ứng làm răng này làm nè. Cô tên gì cô ạ? Nguyễn Thị Bích Vân. Nguyễn Thị Bích Vân hả? Dạ. Điểm tại hàng mua, tới hàng mua. Tới hàng mua là chú. Tới hàng nào là điểm tới hàng nào đó. Hai triệu rồi mẹ chấp triệu với mẹ hứa. Nếu mà có tiền thì đem nộp đi. Có tiền đó. Đem nộp điện thoại nè. Không. Dịch rời ai cũng tiền đúng không? Thì về nhà lấy tiền nộp. Đi vay, về đi vay ra. Về nhà lấy tiền nộp. Cứ đến đâu giờ chiều đi, giờ tôi về xoay anh chưa ra đâu. Đồng 2 triệu vũ ạ. Mày ngoài mà rồi. Mày ngoài chiều là tìm vũ. Mày đi mà rồi chợ đang cái đâu á. Đang cái đâu là tìm vũ. Này lại còn mê đi. Quạt mê đâu thế. Đúng rồi. Theo như y. Chủ tịch này cái phỏ. Các chủ tịch, phỏ chủ tịch á. Con người để bà mà bảo vệ cho dân. Mà giờ chưa chạy trốn. Nhưng mà hết đâu thì cuối Phương Minh Tấn lắm có. Thôi đừng nói lắm rồi. Đừng nói là khác. Đừng nói là kê hồ. Nói xong. Bây giờ có cái cuộc họp. Đâu giờ chiều. Đưa xuống phương đột. Vì ghi ra đi xuống phương đột. Chứ không phải là đột đấy đâu. Đúng đâu. Thú đấy chỉ lấy cái thú. Thú đấy vừa mới thông thoáng này. Không để bỏ. Cứ bảo là từ 2017 cho đến 2020 năm trường là thôi. Đây nghĩa thì ra là còn là 4. Ra thì còn là 4. Lên rồi xuống cửa là 4 cửa. Ngoài này không có cái ấy, răng này phải chuẩn bị. Nhưng cái miệng thì có cái kẹp. Hai triệu không? Cam kết tự tháo dỡ là 30/3/2017. Nếu 30/3/2017 nếu gia đình không tự tháo dỡ, ủy ban nhân phường sử dụng số tiền đã nộp để thuê nhân phẩm tháo dỡ.
trái lại để bán ra, để trồng lại rừng. Thế với các ông phản thì các ông trong lại rừng đó. Đi từ trong. Đi đất thả, xong rồi đi đất thoáng và đi cho dân đổi mà lại đất để hoáng. Nên cứ đi đất để hoáng là được. Trong trong cái hịt ngoài luôn đấy. Ngoài. Giờ đâu có về thủ phương mực trên đâu giờ dư chậm nhất là đến đầu đây, chú biết hay biết rồi đến cuối cùng là ghi chú đến là 14 giờ 14 giờ ngày 24 ghi chú đấy, đây ghi chú thôi, thôi sau đó viên bán kết thúc thôi. Chú là do gia đình không có mang tiền theo, cam kết là đúng 14 giờ ngày 20 tháng 10 đem đi đâu? Qua 24 tháng 10 nộp tại ủy ban phương chứ rồi đâu bao đâu được? Nộp ủy phương phương chỉ mang tiền xuống phương chứ. Ủy ban nhân quyền. Viên bán kết thúc thôi. Đi đằng rồi. Bà ngoài đằng rồi. Rồi. Xe chưa đi đâu. À đi về ba rồi. À đi về làm bim. À đi về ba rồi hả? Có người đi chứ. Ba chỗ đất thế ba phải lên bắt tìm kiếm chứ. Nên nhiều lúc ảnh hưởng tới sức khỏe ba. Thì đến đâu có làm được không? Cũng không thấy. Ai không thử đến cái mùi này mình đây là muốn chứng được không? Phật tâm người nhanh. Quần nghiệp quần này thì Phật tâm đây rồi. Phải nhanh như thế. Tôi sợ cái ba này xỉu có năng của ông ai búng cái này. Không còn thì còn sắc cầu con câu đi gì. Nhìn cái sắc cầu con ở đây này. Đang xíu lên đây sắc cầu con câu rất là lo. Không nhắc chi tệ. Làm một cái việc gì là cán bộ của phường thì phải là vì dân đúng không? Người dân. Bây giờ trong cái đó phương án có rồi. Thì xã về không? Hai cán bộ của phương chạy trốn. Thì nghe bên bản. Biên bản ghi nhận sự tự nguyện và cam kết ký quỹ này. Hôm nay vào lúc 9 giờ 40 ngày 24 tháng 10 2016 chúng tôi gồm đại diện ban cưỡng chế là ông Phạm Phú Lộc, phó chủ tịch ủy ban dân thị xã, trưởng ban cưỡng chế ông Nguyễn Quốc Cường, phó chánh phòng hội đồng dân ủy ban dân thị xã, thành viên đại diện hội gia đình vi phạm, bà Nguyễn Thị Bích Vân sinh năm 1968 thường trú tại tổ dân phố 2 phường Bình Tân. Chúng tôi cùng thống nhất như sau: ban cưỡng chế tạm thời dừng việc cưỡng chế buộc trả lại đất đối với ông Nguyễn Lộc. Thứ hai, đối với hộ gia đình vi phạm, bà Nguyễn Thị Bích Vân cam kết sẽ đóng tiền ký quỹ là 2 triệu đồng và cam kết đến ngày 30 tháng 3 2017 nếu gia đình không tự tháo dỡ chặt bỏ cây trồng để trả lại đất rừng thì ủy ban nhân thị xã, ban cưỡng chế được quyền sử dụng số tiền nộp ký quỹ để thuê lực lượng tháo dỡ. Ghi chú, do gia đình không mang tiền theo, do đó đúng 14 giờ ngày 24 tháng 10 2016 gia đình sẽ mang tiền đến nộp cho ủy ban nhân phường Bình Tân
Trường hợp đúng thời gian trên mà gia đình không chấp hành theo cam kết thì đoàn cưỡng chế tiếp tục thực hiện cưỡng chế theo quy định. Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ và đọc lại cho mọi người cùng nghe và thống nhất ký tên đại diện hộ gia đình. À, bên này là đại diện ban cưỡng chế. Chị thống nhất thì chị ký tên. Chị vô cái bến nè. Dạ. Đây. Ký tên thế chứ nào? Dạ. Ký ghi tên luôn.